Rồi các chị ơi, comment số 2 giùm em ha, lên cho mọi người cái mẫu tiếp theo hơi bị đẹp luôn mấy chị. Comment số 2 giùm em đi ạ. Bây giờ là em chỉ nhận cho mọi người là mỗi size có 3 chiếc mẫu sau thôi các chị ơi. Đẹp lắm mấy chị. Bây giờ comment số 2 giùm em nha cả nhà nha. Cái vải này á mấy chị mặc là hơi bị mát luôn á, em nói thật. Ai mà mình chưa mua thử cái dòng này mọi người nên mua thử đi, hơi bị mát luôn ha. Rồi các chị ơi, rồi chị Đăng Hồ ơi, chị có thể inbox trong phần fanpage ha, để các bạn tư vấn cho mình cách quay nha, nên là các chị yên tâm ha. Mình chưa có biết thì bên Emmy sẽ hỗ trợ cho chị nha người đẹp ha. Mình cứ inbox giùm em. Rồi các chị ơi, bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người cái siêu phẩm này luôn. Mẫu này thì mấy chị thông cảm giùm em ha, em bán cháy quá. Em bán chạy quá nên là bây giờ em chỉ còn có 3 size thôi. Em chỉ còn đúng có 3 size thôi mọi người, là 3 size S, M và L. Những cái size mà một ít hai ít là em hết trơn rồi. Cái đầm này em bán chạy kỳ mà chính bản thân em mặc em còn thích nữa mọi người. Nó đẹp dã man luôn thiệt sự. Cái dòng này là dòng lụa vân đỉnh cao nhất. Dòng này là một trong những cái dòng lụa vân đỉnh cao nhất của váy em y. Mấy chị ơi, mặc lên nó đúng sang, xịn và mịn luôn. Eo nè mọi người, em làm thiết kế eo trên như thế này ha mọi người. Dòng vải nhìn rất là cưng luôn. Đó, vải này mặc lên hơi bị đẳng cấp, hơi bị sang luôn mấy chị. 6510 giùm em ha, 6510 gạch ngang cho em ngân số điện thoại kế bên. Vải này vò không nhăn không nhàu gì hết mấy chị ơi. Giá ngày hôm nay 580.000 đồng thôi đã có ngay một em đầm lụa vân cao cấp xịn sò. Đẹp chưa mấy chị? Quá xịn luôn mọi người ơi, nên là mình tranh thủ giùm em ha. 6510 gạch ngang số điện thoại giùm em để mà mình được có đơn hàng nha cả nhà. Giá ngày hôm nay chỉ có 580.000 đồng em sẵn ship. Và ngày hôm nay nếu như mọi người ơi, mọi người mua hai sản phẩm luôn á, em sẽ hỗ trợ cho các chị tặng thêm một sản phẩm và miễn phí ship nữa. Và đặc biệt thêm nha, chị em nào mà mình hôm nay đặt hàng nếu như mà VIP kim cương á, bạc vàng kim cương gì, mình sẽ được thêm một cái nữa là quay trúng vàng. Quay trúng vàng ha mọi người ha, quay số trúng vàng. Còn nếu như chị em nào mà mình chưa lên cấp VIP á, là mình sẽ được quay số trúng thưởng nha các chị ha. Rồi mọi người ơi, bây giờ tranh thủ lên giùm em luôn ạ. Cái đầm này bây giờ em còn có 3 size, là từ 40 cho tới 58 cân, là mình sẽ có đơn ha các chị ha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi mấy chị ơi, mã sản phẩm em đầm này là 6510 gạch ngang số điện thoại giùm em để mình có đơn hàng nha các chị. Từ 40 cho tới 58 cân là mình sẽ có đơn. Vải này là vải lụa vân hàng cao cấp và em sẽ cho mọi người xem kỹ cái dòng lụa vân này. Trời ơi mấy chị thấy đẹp chưa? Lụa vân là gì mấy chị? Lụa vân là mặt ngoài nó sẽ có vân, nó chạy dọc 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 như thế này nè. Trời ơi xinh quá mấy chị. Sẽ có vân chạy dọc dọc nên là mình thấy cái họa tiết hoa văn của nó lên rất là rõ nét và rất là đẹp. Kể cả cái họa tiết hoa văn nó cũng nằm trong cái phần cổ như thế này ha, chứ không phải em làm một lớp nha mọi người ơi. Đây mọi người thấy cái màu họa tiết hoa ẩn hiện như thế này nè. Nhìn nó sang và nhìn nó rất là trẻ trung luôn mấy chị. Cái dáng tay làm nhìn cưng không? Dán tay có chiếc phòng lại cho các chị em nhà mình luôn. Cổ em làm cổ V cách điệu như thế này. Và cái này là có phối thêm ren cho mọi người. Ren này em phải nhập theo bộ nha mấy chị ha, để mà ráp vào trong cái thiết kế này. Nên cái mẫu này đây là một trong những cái siêu phẩm mà em Ngân rất là thích luôn á mấy chị. Cái hoa lên nè, nó đẹp ơi là đẹp luôn mọi người. Đó kèm mặt trong nó sẽ có vân gam màu vàng đồng nha. Đó mới là dòng vân cao cấp. Đây là một trong những cái dòng vải mà không thể nào thiếu của váy em y luôn mấy chị. Em bán cực kỳ chạy và phải nói là bán rất là nhiều những cái dòng này. Một khi khách hàng đã thích rồi đúng không mấy chị, là phải nói là mua cái dòng này hoài. Mua hoài mặc hoài cũng hỏng chán luôn mọi người ha. 6510 gạch ngang số điện thoại. Cái mẫu này á mấy chị, em y bán rất là chạy. Em cứ đợi cái mẫu này nó về hoài mà nó không về mấy chị. Hóa ra là nó hết vải luôn. Hóa ra nó hết vải. Và đây là một trong những cái thiết kế lụa vân mà em ưng nhất từ trước tới giờ mấy chị. Cái thiết kế lên rất là trẻ trung, rất là sang, để mọi người có thể là phối mình mặc đi ăn tiệc được nè, đi dự sự kiện event phối cho em đầm này. 3 size S, M và L là từ 40 cho tới 58 cân là mình sẽ có đơn ha. Mẫu này cổ này em lọc đắp đại ha mấy chị. Và bên dưới này đi thẳng xuống là cái đường ly luôn. Eo làm thiết kế chiếc eo nè, hai bên làm có đường ly cho mấy chị luôn. Và bên này là làm có phối túi như thế này. Và ở phía sau lưng là có phối dây khóa kéo cho mọi người ha. Đây, trời ơi, hơi bị đẳng cấp luôn mấy chị. Cái chiều dài của cái váy này là dài qua đầu gối, ngang cái bắp chân. Đây là dáng váy mini, eo ơi, gần bằng một cái đầm maxi đó mấy chị. Hơi bị đẹp nha mọi người, vừa mặc đi làm, vừa đi ăn tiệc được, đi cà phê, đi chơi được ha mọi người. Và mình mua hai sản phẩm là mình được tặng thêm một sản phẩm rồi mọi người nha.
Cái mã sản phẩm em đầm này là 9159 nè mấy chị, đang có đủ 5 size. Đây là một trong những mẫu mới nhất, hồi nãy em bán rất là nhiều. Bây giờ hiện tại mỗi size em nhận đúng một chiếc cuối cùng. Dòng vải voan hoa nổi, cái dòng này và cái dòng lụa của em là một trong những cái dòng vải chủ đạo. Em bán rất chạy và cực kỳ là tốt luôn. Cái thời tiết 40-50 độ lấy cái đầm này mặc cho em mấy chị ơi, hơi bị mát và thấm hút mồ hôi, có lớp lót cho các chị đầy đủ luôn. Mà sản phẩm đầm này là 9159, giá 550 miễn ship luôn ạ. Còn đầm của em là 6510, giá 580 miễn ship luôn nha cả nhà ha. Nên là mình tranh thủ đặt luôn, đặt hàng luôn giùm em để mà mình còn có hàng nha các chị. Em đầm này hơi bị xinh, em nhìn cái mà em còn mê á, thiệt sự á mấy chị. 6510 gạch ngang số điện thoại kế bên nha mấy chị nha, 3 size S, M và L. Ok chị Nguyễn Dung em miễn phí ship, chị Thị Sáu Bùi em miễn phí ship cho mình luôn nè. Chị Mỹ Huỳnh ok, người đẹp luôn ha. Rồi ok chị Loan Lê luôn, ok chị Phạm Thị Hà, chị Kim Phạm có đơn. Rồi mẫu này mấy chị ơi, bây giờ là em nhận mỗi size một cái nữa thôi à, em chuẩn bị sắp hết hàng. Cái mẫu này em nói thật là em thích nhất trong tất cả các dòng sản phẩm của váy Yami, nhất là dòng lụa vân. Tại vì em mặc lên nó vừa cái người của em á mấy chị, nó vừa mà nó đẹp lắm kìa. Em nhìn em không biết diễn tả sao luôn á, mình mặc lên nó sang mấy chị. Em thấy nó sang một cách lạ kỳ luôn, mà đặc biệt lên cái nước da mình rất là trắng. Và thêm một cái nữa là mấy chị, cái gam màu họa tiết là không có cái nào giống nó luôn. Cái vải này nó hiếm tới độ là em không có về được hàng nữa luôn mấy chị, để mà may thêm luôn ha mọi người. Chứ nếu mà có về hàng em sẽ may kiểu này, may nhiều hơn để mà em bán cho cái chị luôn, chứ đẹp lắm. Mặc lên chị nào chị nấy gọn bưng luôn, và đặc biệt nút da mình rất là sáng ha. 3 size S, M và L thôi ạ, từ 40 cho tới 58 cân, eo dưới 75. 58kg đổ lại mọi người, mặc rất là đẹp. Eo dưới 75 là mặc mẫu này lên xuất sắc luôn các chị ơi. Rồi tranh thủ giùm em ok, chị Thị Sáu Bùi ha, xinh quá mọi người ơi. Mẫu này lên chốt luôn luôn cho em đi mấy chị. Cổ này đắp lại này, hai bên làm cho mọi người cái đường ly ha mấy chị ha. Mình mua hàng từ ngày 6 tây tháng 6 cho tới ngày 9 tây tháng 6, mình sẽ được áp dụng cái chương trình. Thứ nhất là mấy chị mua 4 sản phẩm, tặng 2 sản phẩm, là mấy chị mua 4 sản phẩm, thích mẫu nào cũng được, bất kỳ trong cái line nào cũng được ha mấy chị ha. Và mình sẽ được tặng thêm 2 sản phẩm bất kỳ, mọi người thích mẫu nào em tặng mẫu đó được cho mấy chị. Và mua 2 sản phẩm tặng thêm cho mọi người 1 sản phẩm bất kỳ, các chị thích mẫu nào, ưng mẫu nào thì em sẽ chốt mẫu đó và tặng mẫu đó cho các chị luôn. Và mình mua voucher, mình mua một cái thì mình sẽ được tặng một cái voucher lên tới 150.000 đồng. Và chị nào khách VIP, em khuyên thiệt mọi người ơi, các chị hãy nên trở thành khách VIP nhà em. Tại vì sắp tới còn nhiều cái chương trình ưu đãi, và khách VIP nhà em biết sao mấy chị, mỗi ngày càng nhiều quá, mỗi ngày càng được, càng phải nói là cái lượt mà lên thành khách VIP nó quá trời nhiều luôn. Nên là em cũng đang đau đầu về cái việc mà lên những cái chính sách VIP cho các chị khách hàng nhà em, để mọi người được hưởng lợi hơn khi mà mình mua hàng nhà em luôn ha. Nói chung là mình mua hàng của váy em ý, đường nào mình cũng hời hết trơn. Chị nào chưa thành khách VIP đúng không, em sẽ tích lũy điểm dần dần để mấy chị được thăng hạng. Mình mua một cái đầm thôi, hoặc mình mua một cái đầm là em đã tích lũy điểm rồi ha mấy chị ha. Bạc được giảm 10%, vàng giảm 15%, kim cương giảm tới 20%. Hôm nay quay trúng vàng đó mấy chị, trời ơi trúng vàng nha mọi người ha. SCC 4 số 9 nha cả nhà. Đó, và ngoài ra hôm nay mọi người sẽ được, nếu như mua hai sản phẩm thì mình được tặng, được tặng nhiều như thế này á, nên rủ bạn bè người thân mấy chị, nên rủ bạn bè người thân mình mua luôn ha, tranh thủ mua để mà mình được còn được tặng. Tại vì cái chương trình này chỉ áp dụng đến ngày 9 và tháng 6 thôi. Mình mua hàng mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha mấy chị. Và mình sẽ được đổi size trong vòng 5 ngày, và đặc biệt được miễn phí ship về tận nhà hết luôn. Mua một cái cũng miễn phí ship, và đặc biệt nữa là tham gia chương trình vòng quay may mắn. Mình vòng quay may mắn mình có thể trúng lên tới 150.000 luôn nha. Rồi bây giờ em nhắc lại cái mã sản phẩm của em đầm này. Ok chị Nguyễn Thị Nga em miễn phí ship, chị Tâm Lê miễn phí ship, chị Nguyễn Thủy ơi chị chốt mẫu nào vậy chị Thủy ơi? Chị Thủy chốt mẫu nào comment lại giùm em. Em đầm này là 9159 nha các chị, 9159 là mã đầm này. Em đang có cho các chị em nhà mình. Chị Nguyễn Thị Nga ơi, mẫu đó em không có size XL nha. Mẫu của em là em chỉ có 3 size thôi, S, M và L ha mấy chị ha. Chị mua 2 đầm được tặng thêm đầm nào, cách thức ra sao? Rồi ok, bây giờ em nói luôn là mình mua 2 cái đầm ví dụ nha, 2 cái đầm của em đi. Rồi chị thích mẫu nào chị inbox em tặng cho chị mẫu đó. Rồi được chưa các chị ha. Và mình thích mua mẫu nào cũng được, chứ không nhất thiết là 2 mẫu này.
được chưa, cái chuyện mình sản phẩm bất kỳ thích mua cái nào mình mua và mình thích em tặng cái nào em tặng cho cái chị cái đó, yên tâm được chưa mấy chị. Đó, cái chương trình nó là như vậy và nó áp dụng từ ngày 6 tây tháng 6 cho tới 9 tây tháng 6 nên là dạo này chỗ khách ghé rất đông, ở cửa hàng cũng như online mấy chị ơi, khách ghé cực kỳ đông luôn cả nhà. Tham gia vòng quay may mắn nè, đó VIP rủ bạn quá trời luôn mấy chị, rủ bạn đi. Nên là hàng chi em thấy hôm nay đông cực kỳ luôn mọi người, như lễ hội luôn á mấy chị. Em cũng hơi bất ngờ. Đó, nên là hôm nay cái chương trình này được mấy chị hưởng ứng quá trời quá đất luôn. Tại vì ở cửa hàng mua 4 sản phẩm cũng được tặng thêm 2. Là mấy chị thích lấy mẫu nào mấy chị lấy. Vậy ha, nên là mình yên tâm. Rồi mấy chị em nhà mình tranh thủ giùm em đi ạ. Mẫu đầm của em là 6510 gạch ngang số điện thoại kế bên. 6510 có 3 size S, M và L, giá 508 miễn ship. Được chưa mấy chị? S, M và L này là từ 40 cho tới 58 cân mọi người chốt đơn. Còn cái ông này là 9151. 9151 giá 550 em miễn phí ship ha, đang có 5 size cho mấy chị luôn. Cái ông này thì đang còn 5 size nè, 40 cho tới 72 cân là mọi người chốt đơn được rồi. S, M, L 1X và 2XL từ 40 cho tới 72 cân, giá em đầm ở phía sau là dòng quanh hoa nổi ha, giá 550. Còn của em là lụa Vân Pháp hàng cao cấp nhất luôn, giá 580 miễn ship nha cả nhà. Nên là các chị em nhà mình tranh thủ giùm em nha. Ngày mai nếu được có mấy chị ghé giùm em ba chi nhánh cửa hàng 454 Luyện Bắc Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nè, 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp và 263 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, Thủ Đức giùm em để mấy chị mua hàng. Tại vì là ba chi nhánh cửa hàng dạo này đông lắm mấy chị, khách hàng ghé rất là nhiều. Mình ghé để mọi người được mua hàng. Tại vì dạo này là mọi người mua càng nhiều, mọi người càng được hưởng lợi. Và mình mua càng nhiều, nếu như chị nào nha, chị nào mà mình chưa trở thành khách VIP, mình mua càng nhiều, mình cái tỷ lệ mình thăng hạng nó sẽ nhanh hơn. Tại vì sắp tới là em có rất là nhiều ưu đãi chính sách dành cho tất cả các chị yêu luôn. Hôm nay tới tận 10 cái chính sách ưu đãi lần, chứ không phải 1-2, đúng không mấy chị? Người ta thường thường nè, bán hàng thứ nhất miễn phí ship, thứ hai là giảm giá thôi đúng không? Còn em vừa miễn phí ship, vừa chiết khấu nè, vừa mua tặng nữa cho các chị, vừa có thêm cái voucher lên tới 150, là mua quay còn trúng vàng nữa mọi người. Em ơi là thật sự là rất là sốc luôn á mọi người ơi. Nên là các chị em nhà mình phải tranh thủ ghé giùm em sớm ba chi nhánh cửa hàng 454 Lũy Bắc Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nè, 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp và 263 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, Thủ Đức ha. Dạ mã của em là 6510 nha chị Nguyễn Thủy ơi. 6510 nha chị Nguyễn Thủy nha. Rồi mọi người đừng quên vào trang Shopee Tiki Lazada của Váy Em Mi. Mọi người bấm follow giùm em và mình thích mẫu nào thì mình có thể thêm vô giỏ hàng để mọi người mua hàng. Và mọi người đừng quên vào trang fanpage của Váy Em Mi, nhấn like, nhấn theo dõi giùm em để cập nhật thêm nhiều siêu phẩm mới trong tất cả mọi buổi live ha. Và bây giờ em Ngân xin phép kết thúc live tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị yêu nha.